Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện máy EcoMart. Trong video ngày hôm nay thì Điện máy EcoMart sẽ so sánh cho các bác hai mẫu máy hút bụi đến từ thương hiệu Electrolux với model là EC-B1 gạch ngang 2BB và EC-41 gạch ngang 2DB. Như các bác thấy thì cả hai mẫu này thì sẽ có kích thước ngang ngửa nhau các bác nhé. Đều được trang bị bánh xe để các bác có thể di chuyển trong căn phòng, trong căn nhà của nhà mình giữa các phòng các bác nhé. Với cả hai model này thì sẽ đều đến từ thương hiệu của Electrolux, lắp ráp tại của Trung các bác nhé. Chế độ bảo hành lên đến 24 tháng. Cả hai model được trang bị màng lọc thô kết hợp cùng màng lọc HEPA giúp loại bỏ 99,9% các loại bụi bẩn, từ các loại bụi bẩn nhỏ nhất, giúp cho căn phòng nhà mình trả lại cho căn phòng nhà mình một cái bầu không khí là trong lành, sạch sẽ nhé. Phụ kiện đi kèm của hai model này sẽ bao gồm có 4 đầu hút các bác nhé. Sẽ có sẽ có 3 đầu hút các bác nhé. Sẽ có một là sẽ có đầu hút sàn, hút thảm này. Hai là sẽ có đầu hút nệm và hút rèm. Thứ ba là có đầu hút khe các bác nhé. Nên sẽ trang bị 3 đầu. Dây điện nguồn thì dao động khoảng hơn 4 mét các bác nhé, gần 5 mét. Thoải mái cho các bác có thể là di chuyển chiếc máy hút bụi trong căn nhà của gia đình nhà mình. Điểm khác nhau giữa hai model EC-B1 gạch ngang 2BB và EC-41 gạch ngang 2DB là với EC-31 gạch ngang 2BB thì công suất sẽ nhỏ hơn một chút nhé. Công suất của em sẽ là 1.800W. Còn với EC-41 gạch ngang 2DB thì công suất sẽ là 2.000W các bác nhé. Giúp gia đình nhà bác nào mà có diện tích sàn rộng, hoặc là mình diện tích nhà mình có thể có nhiều sàn, sàn trên sàn dưới, thì các bác có thể là cân nhắc để chọn em model công suất lớn hơn, sẽ giúp hỗ trợ cho các bác trong quá trình hút bụi được nhanh hơn. Về giá thì cả hai model này thì Điện máy EcoMart đang bán cho các bác mức giá chỉ dao động khoảng hơn 2 triệu đồng thôi các bác nhé. Với model EC-41 2DB thì công suất cao hơn 200W, vì thế nên giá thành của em ý sẽ nhỉnh hơn khoảng 400.000 so với em EC-31 gạch ngang 2BB các bác nhé. Các bác còn thắc mắc gì thì các bác có thể liên hệ trực tiếp vào số hotline của bên em, hoặc các bác cũng có thể để lại bình luận ở phía dưới video, bên em sẽ có nhân viên hỗ trợ trả lời bình luận của các bác nhé. Cảm ơn các bác đã theo dõi video.